Liên quan đến các vấn đề bất cập trong hoạt động xuất khẩu gạo thu hút sự quan tâm của dư luận trong những ngày vừa qua mà chúng tôi đã thông tin. Tối qua, Bộ Công Thương cho biết vừa thành lập đoàn kiểm tra liên ngành về việc xuất khẩu gạo, trong đó có đại diện các bộ Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công an và Hiệp hội Lương thực Việt Nam. Việc lập đoàn kiểm tra xuất phát từ những diễn biến lộn xộn kể từ ngày các doanh nghiệp bắt đầu mở tờ khai đăng ký hạn ngạch xuất khẩu qua hệ thống khai báo điện tử hải quan từ 0 giờ ngày 12 tháng 4. Đoàn kiểm tra do ông Trần Quốc Khánh, Thứ trưởng Bộ Công Thương làm trưởng đoàn, các phó trưởng đoàn gồm Cục trưởng và Phó Cục trưởng Cục xuất nhập khẩu. Các thành viên tham gia đoàn liên ngành là lãnh đạo của Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản, Cục trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính, Cục An ninh Kinh tế, Bộ Công an và Hiệp hội Lương thực Việt Nam. Nhiệm vụ của đoàn kiểm tra liên ngành là làm việc với cơ quan hải quan và một số cơ quan có liên quan để nắm tình hình về lượng gạo hàng hóa tại các cảng. Trên cơ sở đó xây dựng báo cáo Thủ tướng về tình hình xuất khẩu gạo tháng 4 và phương án điều hành xuất khẩu gạo trong tháng 5. Thời gian làm của đoàn làm việc liên ngành dự kiến từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 24 tháng 4 và sẽ tự giải thể khi kết thúc nhiệm vụ. Văn phòng Chính phủ đã truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Công Thương cần khẩn trương nghiên cứu ý kiến của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI về việc tháo gỡ khó khăn cho xuất khẩu gạo của Việt Nam. Theo đó, Thủ tướng đã yêu cầu Bộ Công Thương báo cáo Thủ tướng trong ngày thứ hai tới đây, tức ngày 20 tháng 4, đồng thời báo cáo Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về tháo gỡ khó khăn cho xuất khẩu gạo cũng sẽ diễn ra vào sáng thứ hai.